Nó khả lắm rồi. Ủa anh mới tới đó định lấy mua lại cái nhà hàng đó sang làm để là công việc thôi. Mà tới đó chứ thằng hứa mặt chậm quá, ghét không có thèm luôn. Dạ. Nghe, cứ nghe nè, đây là khờ đó. À, dạ. À, em xin cho anh nói chuyện với bạn chút xíu được không? Nào, dạ, đúng rồi. Mình chỉ được việc. Dạ. Anh, tao sẽ ghét đó. Tao ghét anh rất là khờ. Chẳng hạn đó tôi ngu. Nói chuyện, cái ngu này nó khẳng định luôn. Để mình khó mới suy nghĩ ở ngu sao. Còn cái khờ nó bị sinh sáng đó. Nó cứ khờ các cái ngu nó có mấy lần mới đi chứ. Rồi phải, phải để mình ghét suy nghĩ là mình khờ là mình ngu. Nó mệt lắm hiểu không? Khẳng định ngu nha. Ừ, nói vậy đó. Tụi anh biết cái chỗ đó. À, dạ. Tụi anh cũng đang rảnh nè. Cái gì tụi anh chỉ đường tụi anh dắt đi. Ừ, dạ, dạ, dạ thôi được rồi anh. Bây giờ hai anh chỉ giùm em đi, em tự đi được. Không, nhưng mà cái đường nó cũng hơi khó chỉ cho em. À, dạ không sao anh, bây giờ hai anh cứ chỉ đi rồi em tự đi được. Ờ, à, thôi, à, anh chỉ cho. À, anh đi đây nè, em quẹo đây gác ha. Ừ. Em qua, quẹo trái. Dạ. Em qua mấy ngã tư. Ừ. Có mấy cái tư, xong rồi qua thêm mấy cái hẻm nữa. Cái nó cái hẻm gì nữa, có cái tên, có cái đường á, tên đường là đường 22, đường 24, đường 26. Ừ. À, trước khi tới là cái đường nó đường 26 nha. Ừ. Mà trước khi tới đường 26 nó qua đường 22, 24. À. Và cái đường 26 đặc biệt cái tên bản là nó rất đường là cái tên đường nó rất bản rồi. Ừ. Em nghe chịu khó nhưng mà em cứ tưởng tượng nó cái đường 26 là em quẹo là tới vậy nha. Rồi cái đường đó tưởng tượng được không? Ừ. Phải tưởng tượng chứ, phải tưởng tượng. Hai anh vô tính quá à. Nhưng mà thôi được rồi, em cảm ơn nhiều. Bây giờ để em tự hỏi người ta. Mấy thầy định làm giàu ấy là hãy theo đuổi đam mê,